Hơn 100.000 binh lính Ukraine đã đảo ngũ Hơn 100.000 binh lính Ukraine đã đảo ngũ trong cuộc xung đột với Nga, nhà lập pháp Ukraine Anna Skorokov cho biết. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một nghị sĩ khác tiết lộ gần đây rằng tình trạng tổn thất ngày càng tăng và thiếu hụt quân số đã thúc đẩy kế hoạch tuyển thêm 160.000 quân. Phát biểu tại chương trình truyền hình Novinilai, Skoroko cho biết tình trạng quản lý yếu kém và các quyết định kém của giới chức đã góp phần làm giảm tinh thần chiến đấu trên chiến trường. Ông Skorokov cho biết, tôi đã không cho bạn biết con số chính xác những người đã đảo ngũ và bỏ trốn, nhưng tôi nói rằng con số đó đã lên tới 100.000 người. Bà tiếp tục nói rằng bà đã nhận được khiếu nại từ những người lính và gia đình của họ về hành vi của những chỉ huy cấp cao. Mọi người đang đặt ra những câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Tại sao tôi, một công nhân sửa chữa chỉ mới một tháng trước, phải ngồi trong chiến hào, trong khi các sĩ quan cấp cao lại ở rất xa tiền tuyến? Tại sao chỉ có 10% đến 15% quân nhân thực sự tham gia chiến đấu? Ước tính sơ bộ về số lượng người đào ngũ do Skorokov nêu ra phù hợp với con số mà luật sư quân sự Roman Likachev cung cấp cho giới truyền thông vào tuần trước. Người cho biết chắc chắn có hơn 100.000 quân nhân đã rời khỏi vị trí của họ một cách bất hợp pháp. Ông Likachev cho rằng trong một số trường hợp có tới 20 đến 30 binh sĩ đào ngũ cùng một lúc, đồng thời nói thêm rằng chỉ có quân đội mới biết con số chính xác. Cuộc thảo luận về tinh thần chiến đấu đã nổ ra sau một số vụ việc nổi cộng về việc binh lính bỏ ngũ, kết hợp với nhiều báo cáo về việc các sĩ quan Ukraine phàn nàn rằng quân đội đang mất đi sự sẵn sàng chiến đấu và ý chí chiến đấu do thiếu luân chuyển và nghỉ ngơi. Các video về cảnh các sĩ quan nghĩa vụ phục kích những người đàn ông trong độ tuổi quân sự ở nơi công cộng và sử dụng vũ lực để bắt giữ họ cũng đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Vào tháng 8, Quốc hội Ukraine đã ban hành một đạo luật về cơ bản phi hình sự hóa những nỗ lực đào ngũ lần đầu với điều kiện là binh lính phải đồng ý quay trở lại. Một xuân năm ngoái, trong nỗ lực bù đắp cho những tổn thất ngày càng tăng trên chiến trường, Kiev đã hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25 và tăng hình phạt đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đầu tháng này, một nghị sĩ đã cảnh báo rằng người dân Ukraine có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự vì phá hoại động lực thúc đẩy bằng cách hỗ trợ những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Hàn Quốc xem xét đưa quân nhân tới Ukraine giám sát Triều Tiên Một quan chức Hàn Quốc cho hay, Nước này đang cân nhắc đưa giám sát viên quân sự tới Ukraine để theo dõi cáo buộc Triều Tiên đưa quân tới hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Một quan chức của phụ tổng thống Hàn Quốc nói với Reuters hôm ngày 30 tháng 10 rằng nước này đang cân nhắc việc cử một nhóm giám sát viên quân sự tới Ukraine để quan sát và phân tích Nga có thể triển khai quân đội Triều Tiên tới tiền tuyến của cuộc xung đột với Kiev. Theo quan chức trên, Triều Tiên được cho là đã đưa ít nhất 11.000 binh sĩ tới Nga và hơn 3.000 người trong số họ đã tới gần khu vực tiền tuyến. Theo phía Hàn Quốc, nếu kịch bản Triều Tiên đưa quân sang Ukraine xảy ra, Bình Nhưỡng sẽ học được những bài học quân sự quý giá khi thực chiến và điều đó sẽ tạo nên mối đe dọa trực tiếp đối với Seoul. Vì vậy, chúng tôi có trách nhiệm phân tích và giám sát các hoạt động của quân đội Triều Tiên chống lại Ukraine, quan chức trên cho hay. Phía Seoul cho biết, cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Sergei Shoigu đã đến thăm Triều Tiên vào tuần trước và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Son-ho đã đến thăm Moscow tuần này dường như để thảo luận về cách ứng phó với những lời chỉ trích liên quan tới việc triển khai quân. Vào ngày 29 tháng 10, Mỹ cho biết một số binh lính Triều Tiên dường như đã có mặt ở khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã tấn công lớn vào tháng 8. Các dấu hiệu cho thấy đã có một lượng binh sĩ nhỏ Triều Tiên đã có mặt tại tỉnh Kursk cùng với vài nghìn người đang di chuyển đến. Chúng tôi vẫn lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng lực lượng này, tức là binh sĩ Triều Tiên, trong chiến dịch chiến đấu và hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine ở Kursk. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Schrader nói với các phóng viên. Khi được yêu cầu bình luận về khả năng chiến đấu mà quân đội Triều Tiên sẽ mang lại cho Nga, ông Raider chỉ ra những dấu hiệu ban đầu rằng họ có thể sẽ đảm nhận một số vai trò bộ binh. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn phải xem chính xác Nga và Triều Tiên sẽ sử dụng lực lượng này như thế nào, ông nói. Tuy nhiên, ông Raider nhấn mạnh lầu năm gốc chưa thể xác nhận thông tin quân nhân Triều Tiên đã có mặt ở chiến trường Ukraine. Cho đến nay, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước. Theo hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện bằng Nga và Triều Tiên ký kết hồi tháng 6, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự và các lĩnh vực khác. Trước đó, Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ thông tin này và Nga khẳng định họ có thể tự chủ trong việc sản xuất quân sự cho chiến dịch ở Ukraine. Nga muốn tăng tốc tiến công ở chiến trường Ukraine các nhà phân tích tại ISW chỉ ra rằng Nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của mình tăng đáng kể tốc độ tiến công cơ giới trên khắp Ukraine trước khi vùng đất ngập nước hoàn toàn xuất hiện. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ viết, tốc độ tiến công của Nga ở Ukraine đã tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chậm và phù hợp với giao tranh chiến hào hơn là các cuộc đột kích cơ giới nhanh chóng, nhấn mạnh rằng Nga nói chung vẫn trì trệ sau hơn 2 năm rưỡi xung đột. Giới phân tích lưu ý rằng, các báo cáo gần đây của phương Tây so sánh tốc độ tiến công của Nga vào tháng 9 với các bước phát triển của họ khi xung đột bắt đầu bùng nổ là rất sai lệch. ISW ước tính rằng vào tháng 3 năm 2022, lực lượng Moscow đã tiến quân với tốc độ trung bình là 1.265 km vuông mỗi ngày, gần gấp 90 lần so với khoảng 14 km vuông mà các chuyên gia ước tính họ đạt được mỗi ngày vào tháng 9. ISW nhận định, việc lực lượng Moscow tiến nhanh vào sâu trong lãnh thổ Ukraine bao gồm việc tạm thời chiếm giữ các phần quan trọng ở Kiev, Chernihiv, Sumy và Kharkov là đặc điểm của tháng đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt, còn các hành động tấn công gần đây được đặc trưng bởi những thành công nhỏ, cục bộ, mang tính chiến thuật. Các chuyên gia nói thêm rằng quân đội Nga đã đạt được những thắng lợi ở miền đông Ukraine gần đây. Nhưng việc so sánh những thành tựu này với sự xâm nhập sâu ban đầu của họ vào Ukraine khi bắt đầu chiến tranh sẽ gây hiểu lầm về những bước tiến mới này. ISW phân tích, ví dụ, tính đến ngày 1 tháng 10, quân đội Nga đã chiếm được thành phố Ukraine, tiếp tục tiến về phía bắc và tây bắc Ukraine, đạt được những thành quả chiến thuật đáng kể tại và gần Selidovo, phía đông nam Bokrovsk trong tuần qua những thành công tương ứng này có tầm quan trọng về mặt chiến thuật nhưng không phản ánh được sự gia tăng chung về tốc độ tiến quân của lực lượng moscow trên toàn bộ tiến đầu một phần đáng kể trong số đó vẫn tương đối bất động so với tốc độ tiến quân của họ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến báo cáo viết theo các chuyên gia tốc độ tiến công hiện tại của nga phù hợp hơn với đánh giá gần đây của isw rằng bộ chỉ huy nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của mình tăng đáng kể tốc độ tấn công cơ giới trên khắp khu vực chiến đấu trước khi vùng đất ngập nước hoàn toàn xuất hiện tiết lộ điều bất ngờ ông Trump chuẩn bị cho Nga. Bằng cách giải quyết xung đột ở Ukraine, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giúp khôi phục quan hệ giữa Moscow và phương Tây. Russell Berman, cựu cố vấn cấp cao của Bộ Kế hoạch Chính trị Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Lentaro. Ông nói, nếu xung đột giữa Nga và Ukraine được giải quyết, chính quyền ông Trump sẽ cố gắng đưa Nga trở lại phương Tây. Ông Berman xác định Trung Quốc chứ không phải Nga là đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ. Ông Trump trong cuộc tranh luận bầu cử ngày 27 tháng 6 đã hứa rằng ông sẽ đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ngay cả trước khi có thể tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đồng thời, ông nhấn mạnh xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu Moscow tôn trọng tổng thống Mỹ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện, còn đảng Cộng Hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Cả đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều đang cáo buộc lẫn nhau làm suy yếu niềm tin vào kết quả công bằng của cuộc bỏ phiếu và cố gắng sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để tác động đến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho mình. Trong khi đó, tờ Washington Post của Mỹ viết rằng Nga có thể đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2025. Ấn phẩm cho biết, vào năm tới thực tế nghiệt ngã của cuộc xung đột có thể dẫn đến một kịch bản trong đó nga phần lớn sẽ đạt được mục tiêu của mình bài báo lưu ý rằng quân đội ukraine đang cố gắng hết sức để giữ phòng tuyến ở phía đông đất nước nhưng đang mất dần vị thế ở một số khu vực tờ báo viết hy vọng về một chiến thắng tuyệt đối đang mờ dần và sự ủng hộ của phương tây đang suy yếu nỗi sợ hãi chính của tổng tư lệnh ukraine sersky đã được tiết lộ tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine alexander sersky sợ tổng thống volodymyr zelensky cựu cố vấn của bộ trưởng bộ quốc phòng ukraine nhà báo yuri putusov nói trên kênh youtube của mình ông sersky rất sợ hãi không phải sợ kẻ thù và cũng không phải sợ trách nhiệm ông ấy vô cùng sợ hãi trước volodymyr zelensky và những phản ứng lo lắng của ông ấy khi đưa ra tin xấu ông ấy sợ rằng mình sẽ bị cách chức nhà báo giải thích Ông nói thêm rằng ở Ukraine, những người sợ cấp trên được bổ nhiệm vào các chức vụ chung vì cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, Valery Zaluzny cũng hiếm khi phản đối hoặc từ chối ông Zelensky. Vào ngày 8 tháng 2, ông Zelensky tuyên bố bổ nhiệm Alexander Sersky làm tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine thay vị tướng Zaluzny. Trước đó, ông Suski đã chỉ huy lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine. Một số cơ quan truyền thông Ukraine và phương Tây đã viết về một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa ông Zelensky và tướng Zalusny vào mùa thu năm 2023. Các nhà báo của Washington Post lưu ý rằng ông Zalusny có thể là mối đe dọa đối với Tổng thống Zelensky nếu ông quyết định bắt đầu sự nghiệp chính trị. Vào tháng 5, ông Zalusny đảm nhận chức vụ đại sứ Ukraine tại Luân Đôn. Ông Biden, Ukraine có thể hành động nếu lính Triều Tiên vượt biên giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố lực lượng Kiev có thể hành động đáp trả nếu binh lính Triều Tiên vượt qua biên giới nga-Ukraine. Tuần này, Lầu Năm Góc tuyên bố khoảng 10.000 binh lính từ Triều Tiên đã đến nga. Phía Mỹ cáo buộc một số binh lính Triều Tiên dường như đang được triển khai để đối phó với quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk của nga, nơi một số lực lượng Kiev vẫn ở lại sau khi mở chiến dịch đột kích hồi tháng 8. Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu Ukraine có nên phản công binh lính Triều Tiên hay không? Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29 tháng 10 cho biết, nếu họ vượt biên sang Ukraine nên phản công. Tuy nhiên, ông Biden không làm rõ lập trường của Mỹ khi quân đội Ukraine vẫn ở trong lãnh thổ Nga. Giới chức Mỹ cho biết một số binh lính Triều Tiên dường như đã có mặt ở Kursk. Các dấu hiệu cho thấy đã có một số lượng nhỏ binh sĩ Triều Tiên có mặt ở tỉnh Kursk cùng với vài nghìn người nữa đang di chuyển đến. Chúng tôi vẫn lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng lực lượng này trong chiến đấu hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine ở Kursk. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Reader nói với các phóng viên ngày 29 tháng 10 Khi được yêu cầu bình luận về khả năng chiến đấu mà quân đội Triều Tiên sẽ mang lại cho Nga, ông Reader chỉ ra những dấu hiệu ban đầu rằng họ có thể sẽ đảm nhận một số vai trò bộ binh. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn phải xem chính xác Nga và Triều Tiên sẽ sử dụng lực lượng này như thế nào ông nói tuy nhiên ông reader cũng nhấn mạnh lầu năm góc chưa thể xác nhận thông tin quân nhân triều tiên đã có mặt ở chiến trường ukraine chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đang tham khảo ý kiến với đối tác ukraine cũng như các đồng minh và đối tác khác ông reader cho biết Trả lời câu hỏi liệu Ukraine có được sử dụng vũ khí do Mỹ và phương Tây viện trợ nếu Triều Tiên triển khai binh sĩ ở Kursk hay không, ông Frieder cho biết, Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng Ukraine có thể sử dụng những khả năng đó để bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình khỏi các mối đe dọa xuất phát từ bên kia biên giới hoặc bên trong lãnh thổ Ukraine. Trước đó, Washington cho biết Bình Nhưỡng đã điều động khoảng 10.000 quân nhân đến huấn luyện ở miền đông Nga và có thể hỗ trợ cho lực lượng Nga gần Ukraine vài tuần nữa. Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Nga và Triều Tiên ký kết hồi tháng 6, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác. Bình luận về nghi vấn Triều Tiên đưa quân tới Nga Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-il hôm 25 tháng 10 nhấn mạnh, nếu việc mà truyền thông quốc tế đang bàn tán là thật, tôi tin rằng đó sẽ là động thái đáp ứng các quy định của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước. Chechnya lần đầu tiên bị UAV tấn công, ông Kadyrov tuyên bố trả đũa khốc liệt một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào nước Cộng hòa Chechnya thuộc Bắc Kavkaz của Nga vào ngày 29 tháng 10, lần đầu tiên trong cuộc chiến Ukraine. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã đánh trúng tòa nhà của Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga mang tên Vladimir Putin tại thành phố Gudemes, thuộc nước Cộng hòa Chechnya, hãng tin độc lập Agenstop đưa tin. Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại đáng kể và một đám cháy lớn tại tòa nhà chính của trường đại học. Agenstop lưu ý. Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov tuyên bố rằng cuộc tấn công đã diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương, đã đánh trúng mái của một tòa nhà bỏ trống của trường đại học, gây ra hỏa hoạn nhưng không gây thương vong. Ông Kadyrov cho biết đám cháy đã được dập tắt. Cơ quan điều tra đã bắt đầu điều tra vụ việc và xác định những người liên quan đến vụ án. Hoạt động của cảnh sát nhà nước Nga không bị đình chỉ, mọi dịch vụ vẫn hoạt động như bình thường, ông viết. Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công được báo cáo. Báo chí Nga đưa tin trường đại học được xây dựng vào năm 2016, còn ban quản lý của trường cho biết trường vẫn đang trong quá trình xây dựng cho đến năm 2023. Ông Kadyrov giới thiệu cơ sở này là một khu phức hợp đa chức năng kết hợp các phương pháp và kỹ thuật hiện đại của lực lượng đặc nhiệm. Phản ứng về vụ tấn công, ông Kadyrov nói rằng trong tương lai gần, các đối thủ sẽ phải chịu quả báo chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ có một biện pháp trả đũa là bắt buộc, người Chechnya luôn trở về nhà, trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thể hiện sự trừng phạt mà ngay cả họ cũng chưa bao giờ mơ tới. Chúng tôi sẽ không cho phép đùa với chúng tôi, ông nói. Hôm nay tôi đã đưa ra chỉ dẫn cho tất cả các chỉ huy ở tiền tuyến, không bắt tù binh, hãy tiêu diệt và tăng cường chiến đấu hơn nữa, 100% để họ hiểu người Chechnya vẫn có khả năng quân sự như thế nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm trường đại học vào tháng 8 năm nay. Theo một tuyên bố trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga đã kiểm tra khu phức hợp đào tạo, quan sát các lớp học, nói chuyện với các chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, người hướng dẫn và tình nguyện viên đang được đào tạo tại đó. Các chiến binh Chechnya ủng hộ Điện Kremlin, được gọi là Kadyrovite, đã chiến đấu ở phía Nga kể từ khi cuộc xung đột bùng phát. Đổi lại, những người tình nguyện Chechnya chống Nga cũng đã tham gia cuộc chiến ở phía Ukraine, thành lập một số đội hình như tiểu đoàn Dzhokha, Dudayev, một nhóm thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga được cho là đã bị những kẻ tấn công không rõ danh tính tấn công gần thủ phủ Krosny của khu vực vào ngày 24 tháng 10, khiến một binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương. Tổng thống Zelensky nổi cơn thịnh nộ trước sự bất công của phương Tây Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng các nước phương Tây đang từ chối lời mời của Ukraine gia nhập NATO một cách không công bằng. Rõ ràng là lời mời tham gia NATO không giống như tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh tuy nhiên một số nhà lãnh đạo nói về điều đó như thể họ được hỏi về lời mời và họ trả lời rằng đó là về tư cách thành viên điều này thật không công bằng đây chỉ là một cách để nói không ông zelensky đã viết trên kênh telegram việc mời ukraine ngay lập tức tham gia liên minh là điểm đầu tiên trong cái gọi là kế hoạch chiến thắng của ông zelensky tổng thống nga vladimir putin gọi diễn biến này là mối đe dọa đối với an ninh của nga và nhấn mạnh rằng những rủi ro này là một trong những lý do dẫn đến việc bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt Giới chuyên gia cho rằng Ukraine khó có thể được mời gia nhập NATO vào thời điểm hiện tại, không chỉ do nước này đang có xung đột mà còn bởi hiện nay NATO vẫn bất đồng quan điểm về vấn đề này. Hiện tại, có ít nhất là 7 quốc gia thành viên NATO phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh. Đức và Mỹ đang cân nhắc và không muốn mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức vì lo ngại bị lôi kéo vào cuộc xung đột với Nga. Hungary và Slovakia cũng phản đối vấn đề này vì cho rằng điều này chỉ khiến xung đột tiếp tục leo thang. Nga thả 1.100 quả bom lượn xuống Ukraine trong tuần qua, Tổng thống Zelensky kêu gọi khẩn. Sau một tuần Nga liên tục tấn công trên không vào Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ phòng công. Tổng thống Zelensky đang trên mạng xã hội X là chỉ riêng tuần qua đã chứng kiến hơn 1.100 cuộc tấn công bằng bom lượn và hơn 560 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo ông Zelensky, Nga cũng đã bắn khoảng 20 quả rocket và tên lửa hành trình vào quốc gia này. Ukraine cần được hỗ trợ để bảo vệ người dân của mình, ông Zelensky nhấn mạnh. Ông cho biết là sự hợp tác với các đối tác phương Tây vẫn đang được tiếp tục nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Nga. Lực lượng phòng không Ukraine báo cáo có 80 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga chỉ trong đêm trước, hơn một nửa trong số đó đã bị bắn hạ. Ngoài các hoạt động trên bộ, Nga cũng tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày vào Ukraine trong hơn 2 năm rưỡi. Moscow đã nhiều lần nhắm mục tiêu cụ thể vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin, người đã ra lệnh tấn công toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, một lần nữa cảnh báo phương Tây không nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Ông Putin cho biết, vì Ukraine không thể tự mình thực hiện các cuộc tấn công như vậy nếu không có sự hỗ trợ từ các sĩ quan và dữ liệu vệ tinh từ các quốc gia NATO, nên Nga sẽ coi đây là sự tham gia của phương Tây vào cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó khác nhau cho trường hợp này. Ông nói thêm nhưng không nêu chi tiết. Thêm một hãng tin lớn tại Mỹ không nghiêng về bất cứ ứng viên tổng thống nào. USA Today trở thành hãng tin lớn thứ ba của Mỹ tuyên bố sẽ không ủng hộ bà Kamala Harris hay là ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Hãng tin USA Today ngày 28 tháng 10 cho biết, họ sẽ không chính thức ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Theo một phát ngôn viên của hãng, USA Today sẽ tập trung vào việc cung cấp những sự thật quan trọng và thông tin đáng tin cậy để độc giả có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Vào năm 2020, USA Today ủng hộ ứng viên dân chủ Joe Biden thay vì tổng thống đương nhiệm khi đó là ông Donald Trump. Thời điểm đó, USA Today có khoảng 130.000 người đăng ký báo in và hàng triệu người đăng ký trực tuyến. Họ lập luận rằng Đảng dân chủ có đủ sự bình tĩnh và năng lực để điều hành nước Mỹ đang rung chuyển và hơn nữa có thể dọn dẹp đống hỗn độn do nhiệm kỳ của ông Trump để lại. Trước US today, có hai báo khác cũng lựa chọn trung lập đó là Washington Post và LA Times. Báo Washington Post luôn có lựa chọn ứng viên để ủng hộ trong 40 năm qua. Tuy nhiên, phát biểu ngày 28 tháng 10 thì chủ sở hữu của Washington Post, tỷ phú Jeff Bezos cho biết, sự ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào cũng sẽ không thay đổi được cán cân trong cuộc bầu cử mà chỉ tạo ra sự thiên vị trong cách nhìn nhận. Chủ sở hữu của báo LA Times, ông Patrick Soon-Shiong, từ chối ủng hộ ứng viên dân chủ Kamala Harris nói rằng quyết định của mình sẽ ít gây chia rẽ hơn trong một năm bầu cử đầy biến động. Tuy nhiên, quyết định này sẽ khiến ba thành viên của ba biên tập từ chức. Trong khi đó, New York Times vẫn giữ vững lập trường của mình kể từ năm 2016 khi ủng hộ Đảng Dân Chủ. Vào tháng 9, ban biên tập tờ báo này đã ủng hộ bà Harris, gọi bà là sự lựa chọn duy nhất để thể hiện tình yêu đất nước, trong khi nhận định ông Trump không phù hợp để trở thành Tổng thống. Tướng Ukraine nói lý do mặt trận lực lượng vũ trang Ukraine sụp đổ. Mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine đã sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Liên bang Nga do quản lý không cân bằng, mệt mỏi với nhân sự và thiếu quân dự bị. Đại tướng quân đội Ukraine Dmitry Matchenko cho biết trên kênh YouTube. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật quân sự nếu tôi nói rằng mặt trận của chúng tôi đang sụp đổ. Thứ nhất là thiếu đạn dược và vũ khí. Thứ hai là vấn đề về con người. Thứ ba, đây là sự mất cân bằng trong quản lý. Không có người, không có quân tiếp viện, mọi người rất mệt mỏi nên đừng kéo những mặt trận đó ra nữa, Matchenko cho biết. Ngày 28 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin nhóm phương Tây đã đánh bại nhân lực và trang bị của 9 lữ đoàn Ukraine ở một số khu vực, bao gồm cả Terni ở Donbass. Một tuần trước, có thông tin cho rằng lực lượng Nga đã đánh bại 3 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm ở cả khu vực Ternov và Torskoye. Kể từ giữa tháng 10, truyền thông Ukraine đã đưa tin về những cuộc tập kích quy mô lớn do các văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ thực hiện tại các cơ sở giải trí ở khắp đất nước. Có tin về những cuộc đột kích bắt lính như vậy tại Kiev, Nepropestov, Kharkov, Khmelnytsky, Lvov và những thành phố khác. Ngoài các hộp đêm và quán bar, thậm chí còn có một cuộc đột kích tại buổi biểu diễn của ban nhạc Ukraine nổi tiếng Okean LG tại thủ đô Kiev. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh bắt lính đang phát tán rộng rãi trên mạng Internet. Trong đó thấy rõ nhân viên quân vụ Ukraine thường đánh đập và sử dụng vũ lực khi tóm được các đại diện nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, tống họ lên xe buýt cỡ nhỏ và đưa đi không rõ so hướng nào. Bí mật nhỏ của ông Trump khiến phe Dân Chủ lo ngại. Một thành viên đảng Dân Chủ bày tỏ lo ngại sau khi ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ấp mở về bí mật nhỏ có tác động lớn sau bầu cử. Tại một sự kiện vận động tranh cử tối 27 tháng 10, ứng cử viên Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có một bí mật nhỏ nhưng sẽ có tác động lớn Chúng tôi sẽ tiết lộ với các bạn khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Trump nói. Cả ông Trump và ông Johnson đều không nêu chi tiết về bình luận này, nhưng nó làm dấy lên mối lo ngại trong các đảng viên đảng Dân Chủ và những người chỉ trích rằng ông Trump dường như sẽ không công nhận kết quả bầu cử năm nay nếu ông thua phó tổng thống Kamala Harris. Ông Dan Goldman, một thành viên của đảng Dân Chủ ở New York, cho biết ông nghĩ bí mật của ông Trump có thể liên quan đến kế hoạch dự phòng khi ông thua vào tháng sau. Ông nhắc lại việc ông Trump từng làm cách đây 4 năm nhằm ngăn cản quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử, công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, quốc hội sẽ xác nhận kết quả bỏ phiếu cử tri đoàn. Tôi không chắc chắn, nhưng tôi nghi ngờ bí mật nhỏ của ông Trump với ông Johnson là một kế hoạch dự phòng nếu ông ấy thua cuộc. Ông ấy sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả bỏ phiếu đại cử tri, ông Goldman nói. Ông Johnson là một trong những nhà lập pháp vào năm 2020 đã thúc đẩy những tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Johnson cũng bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 ở Arizona và Pennsylvania, hai bang mà ông Biden giành chiến thắng. Trong khi đó, đầu tuần này, ông Johnson cho biết ông dự định giữ kín bí mật của mình và ông Trump. Thay vào đó, ông cáo buộc bà Harris che giấu thông tin về sức khỏe của Tổng thống Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện chưa bình luận vì nghi ngờ của ông Goldman. Tháng trước, tại một cuộc vận động tranh cử ở Michigan, ông Trump ngầm tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử nếu thua bởi khi đó bầu cử có gian lận. Tôi có thể thua bởi vì họ gian lận. Đó là lý do duy nhất khiến chúng ta thua cuộc và vì họ đã gian lận, ông nói. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020, ông Trump và các đồng minh đã tìm cách lật ngược kết quả thông qua hàng chục vụ kiện. Cựu tổng thống cũng gây sức ép với các quan chức ở bang Georgia, trong khi những người ủng hộ ông xông vào điện Capitol hôm ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn quốc hội xác nhận tổng thống Joe Biden đắc cử. Đảng Dân Chủ lo ngại kịch bản này tái diễn. Phó Tổng thống Kamala Harris mới đây cho biết đội ngũ của bà đã sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm vào đêm bầu cử khi kết quả còn chưa ngã ngủ. Phương Tây đưa ra dự đoán khủng khiếp về Nga. Nếu Ukraine thất bại, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẽ sang Nga, ấn phẩm Forum 24 của Seth đưa tin. Tổng thống Ukraine Zelensky có kế hoạch chiến thắng của riêng mình. Điều này không nhất thiết phải thực hiện được. Tuy nhiên, Brussels chưa phát triển bất kỳ kế hoạch hay chiến lược mạch lạc nào cả. Do đó, có khả năng EU sẽ bắt đầu thành lập một ngành công nghiệp quốc phòng và trong trường hợp Ukraine thất bại, nên công nghiệp quốc phòng này sẽ đến tay người Nga và họ sẽ sử dụng nó để chống lại chúng ta. Bài viết cảnh báo người phụ trách chuyên mục này cũng gọi việc Brussels đặt cược vào khả năng phòng thủ của Ukraine là sự thừa nhận trên thực tế rằng việc huy động cơ sở công nghiệp châu Âu không giống như nền kinh tế quân sự của Nga đã thất bại. Một ngày trước đó, admin Babberger, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức, đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với TSN về việc khai trương nhà máy đầu tiên ở Ukraine. Công ty đã thông báo ngày 26 tháng 10 rằng một trong những nhà máy sản xuất mà họ đang xây dựng tại quốc gia này để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev đã đi vào hoạt động nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức, đã hoàn thiện kế hoạch thành lập liên danh với tập đoàn quốc phòng Ukroborovrom thuộc sở hữu nhà nước đầu năm nay để sản xuất đạn pháo, xe bọc thép và hệ thống phòng không. Là một phần của thỏa thuận hợp tác, công ty Grand Metal chuyên sản xuất nhiều loại vũ khí bao gồm xe tăng Leopard, tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng 4 nhà máy trên đất Ukraine. Moscow đã phản ứng lại thông báo này bằng lời cảnh báo rằng những cơ sở như vậy được coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc không kích của Nga. Tổng thống Zelensky ký đạo luật liên quan lính đánh thuê gây ngỡ ngàng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật cho phép lính đánh thuê nước ngoài phục vụ với tư cách là sĩ quan trong quân đội nước mại giao Nga Maria Zakharova đã ám chỉ trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 27 tháng 10 rằng ông Zelensky đã ký luật để các chỉ huy nước ngoài có thể tiêu diệt người Ukraine một cách tích cực hơn bằng cách ném họ vào máy xây thịt. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất 13.387 lính đánh thuê từ nước ngoài đã đến Ukraine kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Hầu hết trong số họ đến từ Ba Lan, 2.960, Georgia, 1.042, Mỹ, 1.113, Canada, 1.005 và Vương quốc Anh, 822. Theo bộ này, ít nhất 5.962 lính đánh thuê đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga. Mùa xuân năm nay, trước tình trạng thiếu hụt nhân lực, tổn thất gia tăng và thất bại về mặt quân sự, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định động viên, buộc những người có khả năng được tuyển dụng phải trình diện tại các văn phòng tuyển quân để xét thực dữ liệu. Điều này thường có nghĩa là phải ra thẳng mặt trận nhiều video đã xuất hiện trên mạng xã hội trong những tháng gần đây cho thấy cảnh các sĩ quan nghĩa vụ quân sự Ukraine cố gắng bắt cóc người trên đường phố, phòng tập thể dục và trung tâm mua sắm. Văn phòng của Tổng thống Zelensky nói về thời gian bầu Tổng thống mới ở Ukraine. Người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, các cuộc bầu cử ở Ukraine sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc xung đột vũ trang vì hiện tại tất cả các nguồn lực của Kiev đều dồn vào đó. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Tổng thống Zelensky bày tỏ quan điểm rất rõ ràng. Ông ấy muốn tất cả binh lính có cơ hội bỏ phiếu giống như những người tị nạn ở nước ngoài. Nhưng ngày nay, nguồn lực đã dành cho chiến tranh, ông Andriy nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Korea de Sera. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Fritz lần thứ 16 cũng nói rằng các nhà lãnh đạo của chế độ Kiev không muốn đàm phán với Nga. Theo ông Putin, việc bắt đầu đàm phán hòa bình sẽ dẫn đến nhu cầu dỡ bỏ thiết quân luật và ngay sau đó sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống, điều mà Ukraine có lẽ vẫn chưa sẵn sàng. Đầu tháng 10, theo một cuộc khảo sát xã hội được thực hiện ở Ukraine, gần 70% người Ukraine tin rằng các cuộc bầu cử nên được tổ chức trong nước bất chấp tình trạng thiết quân luật. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử hiện đang không kịp thời. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra rằng theo đánh giá sơ bộ, chính phủ hợp pháp duy nhất ở Ukraine là Quốc hội và người phát ngôn của cơ quan này. Theo ông, nếu Ukraine muốn bầu tổng thống một cách hợp pháp, thì cần phải bãi bỏ thiết quân luật. Không có quy định nào về điều này trong hiến pháp. Ông Trump bà Harris sẽ đẩy Mỹ vào thế chiến ba. Cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo Phó Tổng thống Kamala Harris có thể sẽ khiến nước Mỹ can dự vào thế chiến ba. Bầu bà ấy trở thành Tổng thống sẽ đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống của hàng triệu người. Bà ấy chắc chắn sẽ đẩy chúng ta vào thế chiến ba vì bà ấy không có đủ năng lực để thực hiện công việc. Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 26 tháng 10, đề cập đến Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump cho rằng bà Harris không đủ năng lực để đối phó với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Con trai và con gái của các bạn cuối cùng sẽ phải nhập ngũ để chiến đấu cho một cuộc chiến ở một đất nước mà bạn chưa từng nghe đến, ông Trump nói thêm. Ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa cam kết sẽ ngăn chặn Thế chiến 3 ngay khi cả nước Mỹ chưa từng tiến gần với cuộc chiến đến thế. Cựu Tổng thống Trump cũng nhắc lại những tuyên bố ông từng đưa ra trước đây rằng những cuộc xung đột như xung đột Israel-Hamas sẽ không xảy ra nếu ông làm Tổng thống. Trước đó, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 12 tháng 10 ở bang California, ông Trump hứa rằng nếu được bầu làm tổng thống vào tháng 11, ông sẽ hành động khẩn trương và nhanh chóng để cứu nước Mỹ và cứu người dân California khỏi những thất bại tồi tệ của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris. Ông Trump nói thêm rằng trong thời gian nắm quyền tại Nhà Trắng, ông đã giữ nước Mỹ an toàn không có chiến tranh. Trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân Chủ Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump cũng cảnh báo nếu đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào thế chiến ba. Ông cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại thậm chí còn không cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine, mặc dù thực tế là cuộc khủng hoảng này đang rất cần được giải quyết. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Nevada vào ngày 13 tháng 9, cựu tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng cho những người thiếu năng lực ở Washington gây ra. Các bạn có thể sẽ kết thúc trong thế chiến 3, các bạn có thể sẽ chứng kiến thảm họa hạt nhân nếu chúng ta không cẩn trọng. Những người này không biết họ đang làm gì. Ông cảnh báo các cử tri đồng thời tuyên bố sẽ giúp người Mỹ tránh xa thế chiến 3 ứng viên tổng thống đảng cộng hòa tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở trung đông và tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở ukraine tôi sẽ giải quyết vấn đề đó với tư cách là tổng thống đắc cử ông trump tiếp tục nói đồng thời lập luận rằng một phiếu bầu cho Kamala Harris là một phía bầu cho chiến tranh với Nga. Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử, thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ, theo phó tướng của ông Trump, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance. Ông Trump có thể bắt đầu đàm phán với Nga, Ukraine và các bên liên quan ở châu Âu để thiết lập một khu phi quân sự dọc theo tiền tuyến hiện tại với việc Kiev đồng ý không tham gia NATO. Phó Tổng thống Kamala Harris, người luôn ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump và tuyên bố rằng về cơ bản ông Trump sẽ buộc Kiev phải đầu hàng. Tổng thống Putin cảnh báo đanh thép về đoàn tấn công vào lãnh thổ Nga tổng thống nga vladimir putin hy vọng phương tây đã nghe thấy tín hiệu của ông rằng việc cho phép tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ nga có nghĩa là nato đang trực tiếp gây chiến với nga ông putin đã nêu điều này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo pavel zarubin họ không nói với tôi bất cứ điều gì về điều này nhưng tôi hy vọng họ nghe thấy bởi vì tất nhiên chúng tôi cũng sẽ phải đưa ra một số quyết định cho chính mình Ông Putin nói khi trả lời câu hỏi liệu tín hiệu của ông có được phương Tây nghe thấy hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố rằng các nước NATO hiện đang thảo luận không chỉ về khả năng kiev ép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, mà trên thực tế họ còn đang quyết định xem có nên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine hay không. Ông nói thêm, sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine sẽ thay đổi bản chất của nước này. Nga sẽ buộc phải đưa ra các quyết định dựa trên những mối đe dọa đối với nước này được tạo ra theo cách này. Tư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho rằng, tuyên bố của Tổng thống về hậu quả của các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga là cực kỳ rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa. Nó đã đến tay người nhận như dự kiến. Bầu cử Mỹ 2024, ông Trump thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình. Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã chia sẻ với người dẫn chương trình Postcard Joe Rogan rằng sai lầm lớn nhất của ông là đưa ra một số quyết định sai lầm về nhân sự trong thời gian ở Nhà Trắng từ năm 2017 đến năm 2021. Phát biểu trên Postcard Joe Rogan Experience ngày 26 tháng 10, ông Trump khẳng định ông đã có một nhiệm kỳ Tổng thống tuyệt vời, nhưng chỉ ra rằng nó có thể còn tuyệt vời hơn nữa nếu ông vây quanh mình bằng những người khác nhau. Sai lầm lớn nhất của tôi là tôi đã chọn một số người mà tôi không nên chọn, ông Trump nói. Khi được Rogan hỏi liệu ông có đang nói đến những người tân bảo thủ hay không, cựu tổng thống trả lời, đúng vậy, những người tân bảo thủ, hoặc những người xấu, hoặc những người không trung thành. Hôm nay bạn đang đọc một chút về họ, ví dụ như là John Kelly, một kẻ bắt nạt nhưng cũng là một kẻ yếu đuối, ông Trump nói. Lựa chọn đáng ngờ khác của ông là bổ nhiệm John Bolton, một người theo chủ nghĩa diều hầu, làm cố vấn an ninh quốc gia, ông Trump thừa nhận. Ông Trump đã sa thải ông Bolton vào tháng 9 năm 2019 sau 18 tháng tại vị, nói rằng ông hoàn toàn không đồng ý với nhiều đề xuất của cố vấn. Phát biểu về những tuyên bố của cựu tránh văn phòng Kelly với CNN đầu tuần này, ông Bolton cảnh báo rằng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng tới sẽ là nguy hiểm cho nước Mỹ. Chuyên gia phương Tây nói về hành động tuyệt vọng của ông Zelensky khi tiền tuyến Ukraine sụp đổ. Do sự sụp đổ của lực lượng Ukraine trên các tuyển tuyến, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày càng trở nên tuyệt vọng giáo sư Đại học Đông Nam Naui, nhà khoa học chính trị Glenn Dyson viết trên blog của mình trên Substack. Giáo sư Dyson cho rằng chiến tranh Ukraine dường như đang bước vào giai đoạn cuối khi tiền tuyến của Ukraine tiếp tục sụp đổ. Việc thiếu nhân lực và vũ khí cho phép Nga tiến qua tiền tuyến dễ dàng hơn dẫn đến việc phá vỡ các tuyến tiếp tế và bao vây các nhóm lớn binh lính Ukraine, ông cho biết. Như dự kiến trong giai đoạn cuối của một cuộc chiến, thương vong của bên thua cuộc tăng lên đáng kể. Khi quân đội tàn giá, có vẻ như Zelensky ngày càng trở nên tuyệt vọng bằng chứng là ông ta nói về vũ khí hạt nhân và kế hoạch chiến thắng kỳ lạ. Ông đặt câu hỏi khi nào thì các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu và cho biết phương Tây đã bắt đầu thay đổi câu chuyện về cuộc chiến để chuẩn bị cho việc đàm phán sau gần 3 năm đưa ra thông tin sai lệch về tỷ lệ hao hụt và giả vờ rằng NATO và Ukraine đang chiến thắng. Dyson nhắc lại ý kiến của chuyên gia John mearsheimer rằng phương Tây lẽ ra đã đàm phán từ lâu nếu binh lính của họ chết với số lượng khủng khiếp. Tuy nhiên, có một thực tế cay đắng, khi NATO đang chiến đấu bằng người Ukraine có vẻ như không cần phải vội vàng chấm dứt chiến tranh vì người Nga có thể đã bị đổ máu thêm và Mỹ muốn kéo dài chiến tranh cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông lưu ý rằng khi vị thế của Nga tiếp tục được củng cố so với NATO, các điều kiện của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Sẽ rất khó khăn và nhục nhã khi chấp nhận yêu cầu của Nga về việc ngừng mở rộng NATO, chấm dứt sự hiện diện của NATO tại Ukraine và chấp nhận các nhượng bộ lãnh thổ đau đớn. Glenn Dyson đã nhìn thấy sự tương đồng với tình hình của Trung Đông. Ông viết, tương tự như vậy israel đã tự chuốc lấy rắc rối lớn khi không đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được với các nước láng giềng một nền hòa bình lâu dài dựa trên sự thỏa hiệp lẫn nhau trước đây đã bị tránh né bằng cách thay vào đó là duy trì sự yếu kém của các nước láng giềng bằng chiến lược cắt cỏ vài năm một lần bằng cách tấn công vào các mục tiêu quân sự và dân sự israel nhìn thấy cơ hội hiện tại để tấn công cả iran khi hamas và hezbollah đã bị suy yếu tuy nhiên Điều này bỏ qua việc Israel cũng đã tự mình căng thẳng về mặt quân sự và không có khả năng chiến đấu một mình với Iran. Hơn nữa, một cuộc chiến kéo dài đang tàn phá nền kinh tế của Israel cũng như các mối quan hệ chính trị của nước này với thế giới rộng lớn hơn. Không có con đường nào dẫn đến chiến thắng quân sự và không có nhu cầu chính trị nào đối với các giải pháp chính trị. Do đó, mục tiêu dường như là kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Nhà khoa học này kết luận, những người tuyên bố ủng hộ Ukraine và Israel trong nhiều năm đã có lập trường cực đoan bằng cách từ chối một nền hòa bình khả thi và ủng hộ leo thang. Hậu quả chính là tình hình hiện tại là tất cả hoặc không có gì có khả năng tàn phá cả hai quốc gia. ISW phát hiện ra Nga đang gây sức ép và đạt được lợi thế tại Poprov và Vuleda. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã báo cáo rằng lực lượng Nga gần đây đã tiến quân vào quận Lushkovo thuộc tỉnh Kurt của Nga, cũng như gần các khu định cư Poprov và Vuleda ở Donetsk, miền đông Ukraine. ISW nêu rõ lực lượng Nga gần đây đã tiến quân nhẹ về phía đông và đông nam Poprov trong bối cảnh các hoạt động tấn công liên tục diễn ra tại khu vực này vào ngày 26 tháng 10. Các cảnh quay có định vị địa lý được công bố vào ngày 25 và 26 tháng 10 cho thấy, lực lượng Nga gần đây đã tiến vào các vùng ngoại ô phía đông của Novotoresk ở phía đông Poprov, phía tây Novorodivka, phía đông nam Poprov và bãi thải mỏ Koroschenko ở phía đông bắc Sedove, ở phía đông nam Poprov và vào phía bắc Oleksandropin ở phía đông nam Poprov quân đội Nga gần đây cũng đã tiến gần Vulida. Đoạn phim mới công bố cho thấy quân đội Nga đã giành được lợi thế ở phía tây Pobieda. ISW cũng đưa tin rằng quân đội Nga gần đây đã tiến về phía bắc Niva, phía bắc và tây bắc Prechitipska, cả hai đều ở phía tây Vulida. Phía Nga cũng tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến về phía nam và phía tây Bohoyavlenka, đến vùng ngoại ô Novukrenka và thiết lập các vị trí ở rìa đông nam của Shaktake. Tuy nhiên, các nhà phân tích ISW báo cáo không có bằng chứng nào xác nhận những tuyên bố này. Các báo cáo cho biết, lực lượng Ukraine gần đây đã phát động một cuộc tấn công cơ giới có quy mô trung đội, tăng cường vào các vị trí của Nga tại quận Klushkovo, thuộc tỉnh Kết của Nga. Cuộc tấn công tăng cường này được cho là đã diễn ra ở phía đông Noviput, phía tây nam Klushkovo. Các cảnh quay định vị địa lý cho thấy, lực lượng Nga có thể đã giành lại vị trí ở phía đông Noviput trước đó, trong khi lực lượng Ukraine dường như đã giữ được vị trí ở phía đông nam của khu định cư tuyến đầu của kết vẫn không thay đổi. Mỹ điều tra 2.500 phiếu đăng ký bầu cử nghi bị gian lận tại Pennsylvania. Các quan chức quận Lancaster, bang Pennsylvania, Mỹ đang điều tra khoảng 2.500 đơn đăng ký cử tri sau khi các nhân viên bầu cử nhận thấy có dấu hiệu cho thấy chúng có thể bị gian lận. Các đơn đăng ký đang được điều tra đã được gửi đến thành hai đợt trước ngay hạn chót đăng ký cử tri của bang Pennsylvania hôm 21 tháng 10. Các nhân viên bầu cử đã liên lạc với văn phòng công tố viên sau khi nhận thấy một số phiếu đăng ký đáng ngờ. Những đơn này có nét chữ viết tay giống nhau, chữ ký của cử tri không khớp với những gì có trong hồ sơ và thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe đều không chính xác. Theo lời công tố viên quận Heather Adams trong họp báo ngày 25 tháng 10, Bà Adams cho hay, các điều tra viên đã nói chuyện với các cử tri có tên trong các đơn đăng ký bị nghi ngờ, nhưng họ khẳng định rằng họ không liên quan đến việc nộp các đơn này. Bà Adams không cho biết cụ thể số đơn mà văn phòng bà đã xem xét là bao nhiêu, nhưng cho biết 60% trong số đó là gian lận. Bà cũng xác nhận rằng có một số đơn hợp lệ trong đợt này và những đơn đăng ký đó sẽ được xử lý. Quan chức trên nói thêm, vấn đề gian lận trong cuộc bầu cử này có khả năng liên quan đến một nhóm vận động tranh cử quy mô lớn. Thông báo trên được đưa ra khi cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu tại Pennsylvania, một bang chiến địa quan trọng đối với cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Quận Lancaster đã bỏ phiếu cho ông Trump với gần 16 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Chiến sự Ukraine ngày 27 tháng 10, Nga đột phá lớn chưa từng có ở Nam Đồ Nhét. Nga đột phá lớn chưa từng có tại Nam Đồ Nhét. Kênh Military Summary đưa tin, vào ban đêm, Moscow đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV Gheran quy mô lớn vào Kiev, cũng như các khu vực Sumy và Chernigov. Trên mặt trận cớt, những trận chiến vị trí tiếp tục với những thay đổi về lãnh thổ hạn chế. Quân đội Nga RFAF đang hoàn tất việc đánh sập Selidove. Họ đã kiểm soát được khoảng 75% diện tích thành phố. Quân đội Ukraine IFU đang phải rút lui. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã chiếm được Goniak và Alexandropol, khiến Kurakove đang bị bảo vệ. Trên mặt trận Nam Donetsk, RFAF đã tạo ra bước đột phá lớn chưa từng có với các đội hình thiết giáp Awa tiến đến Bogovia vlenka và Shatake. Tình hình rất nghiêm trọng đối với AFU và họ cần ổn định cục diện càng sớm càng tốt, nếu không sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Các nguồn tin ủng hộ Kiev cho rằng mục tiêu chính của Moscow là tấn công về phía Velika Novosinka. Kênh Military Chronicle xác nhận cuộc tấn công của RFAF từ phía nam Oleksandr và một cuộc tiến quân đồng thời tới Selidovo đã được mệnh danh là một cuộc tấn công theo tầng. Nhìn trên bản đồ, đây có lẽ là một nồi hầm khổng lồ mà Moscow muốn tạo ra. Hai cánh cách nhau tới 40-50 km và chiều sâu 30 km, với diện tích lên tới mấy nghìn km vuông. Rất nhiều đơn vị tinh nhuệ của AFU có thể đã rơi vào vòng vây. Đến thời điểm này, có thể nhận thấy, việc AFU để mất pháo đài Oleda đã đưa tới hậu quả vô cùng tai hại, mở đường cho đối phương Awa tiến lên với tốc độ nhanh chưa từng có. Kênh Riba cho biết... Các báo cáo từ mặt trận tiếp tục đưa tin về sự tiến quân của lực lượng Moscow trên một số khu vực, đặc biệt là ở Nam Đồ Nhét, RFAF đã đạt được những thành công đáng kể. Quân đội Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công cục bộ trên tuyến Bohoya Katerinivka và cũng tham gia vào các trận chiến tại khu định cư Bohoya Trước đó, lính xung kích của họ đã giành quyền kiểm soát vành đai rừng giữa Vodiane và Bohoya gần khe núi Igriana, rừng Dobrovolsky, cũng như một pháo đài lớn cho phép họ tiến hành tấn công vào ngôi làng. Pháo binh Nga đang hoạt động tích cực tại Bohoja Flenka và các xe bọc thép của Ukraine đang bị UAV phá hủy. Các trang trại ở phía Tây được AFU sử dụng làm nơi cất giấu thiết bị và đã nhiều lần trở thành mục tiêu không kích của máy bay Nga. Bước tiến lớn nhất được quan sát thấy giữa Zolota Niva, Shatake, Novorayinka và Prechitivka. Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập 40 và một số bộ phận của tập đoàn quân số 36 RFAF trong hai ngày qua không chỉ đánh bật đối phương khỏi một số vành đai rừng và các khu định cư lớn, mà còn tham gia vào những trận chiến giành Shatake và Novo nơi họ đã chiếm được các tòa nhà. Nhờ các cuộc tấn công nhanh chóng, khoảng 50 km vuông đã được kiểm soát trong hơn 2 ngày. Cũng có thông tin trái chiều về cuộc tiến công trên tuyến Masis Milianovka, Peremoha, xét theo cảnh quay từ phía Kiev, các đội hình của AFU đã mất vị trí ở một trong những vành đai rừng. Ông Trump nhận tín hiệu khả quan, tăng tốc trong chặng đua nước rút. Kết quả thăm dò dư luận mới cho thấy hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris gần như ngang bằng nhau về tỷ lệ ủng hộ. Hãng tin Wall Street Journal ngày 23 tháng 10 công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris 2 điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ. Kết quả cho thấy ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa dẫn trước một chút trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò dư luận. Trong cuộc thăm dò mới nhất, 42% cử tri được hỏi cho biết bà Harris là phó tổng thống hoàn thành tốt công việc, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Ngược lại, phần thể hiện của ông Trump trên cương vị tổng thống được 52% số người tham gia khảo sát tán thành. Wall Street Journal đề xuất một số yếu tố có thể giúp cán cân nghiêng về phía một trong hai ứng viên tổng thống. Những nam thanh niên, những người có xu hướng đứng về phía ông Trump, có thể không sẵn sàng đến các điểm bỏ phiếu như những phụ nữ trẻ, những người ủng hộ bà Harris nhiều hơn. Một yếu tố cần cân nhắc khác là các quy định ở một số bang chiến trường, bao gồm Michigan, Wisconsin và Nevada, cho phép đăng ký vào ngày bầu cử năm tháng 11. Wall Street Journal cho biết những cử tri như vậy không được phản ánh trong mẫu thăm dò. Wall Street Journal đã khảo sát 1.500 cử tri từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10. Theo Wall Street Journal, người Mỹ coi ông Trump là ứng viên sáng giá hơn để quản lý nền kinh tế Mỹ, mặc dù so với bà Harris, cựu tổng thống được coi là người cực đoan và nguy hiểm hơn cho nước Mỹ. Cả hai ứng viên đều chỉ trích đối thủ là người quá cực đoan để trở thành tổng thống. Bà Harris có quan điểm dẫn đầu mạnh mẽ về vấn đề phá thai, vấn đề được nhiều người coi là lợi thế chính của đảng Dân Chủ. Theo cuộc thăm dò mới nhất do Rasmussen Reports thực hiện và công bố hôm 25 tháng 10, ông Trump đang dẫn trước đối thủ 2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 với hơn 3.400 người Mỹ tham gia. Kết quả thăm dò cho thấy, nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm này, 49% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, còn 47% sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. 2% số người tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một số ứng viên tổng thống khác và 3% chưa quyết định cuộc đua vào nhà trắng đến nay vẫn rất khó đoán vì các cuộc khảo sát vẫn có sai số nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đang ở giai đoạn cao trào khi cả hai đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bang chiến trường hiện cả hai ứng viên đều bám đuổi xích sao trong các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử theo giới chuyên gia, các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ là chiến trường quyết định kết quả bầu cử. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ số bang để đảm bảo chắc thắng. Ít nhất 7 quốc gia phản đối việc Ukraine gia nhập NATO Đức và Mỹ không phải là những quốc gia duy nhất phản đối lời mời gia nhập NATO của Ukraine. Hungary, Slovakia, Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha cũng phản đối động thái này. Theo Politico, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang gặp nhiều thách thức vì nó phụ thuộc vào việc Ukraine có nhận được lời mời gia nhập NATO hay không, nhưng một số thành viên chủ chốt của Liên minh lại không quan tâm đến việc này. Đức và Mỹ nằm trong số các cường quốc chậm trễ trong lời kêu gọi của ông Zelensky về việc mời nước này gia nhập NATO ngay lập tức. Theo bốn quan chức và nhà ngoại giao Mỹ và NATO được giấu tên để chia sẻ các cuộc thảo luận nội bộ mới nhất, Politico đưa tin. Politico lưu ý rằng các thành viên chủ chốt của liên minh lo ngại về việc bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, đại sứ Mỹ sắp mãn nhiệm tại NATO Julian Smith đã nhấn mạnh lập trường của Mỹ rằng cho đến nay, liên minh vẫn chưa đạt đến điểm mà họ sẵn sàng cung cấp tư cách thành viên hoặc lời mời cho Ukraine. Đức và Mỹ không phải là những nước duy nhất ngăn cản tư cách thành viên NATO của Ukraine. Hungary và Slovakia cũng đang phản đối, nhưng họ xuất phát từ một điểm khởi đầu khác. Các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy hiện tại của họ có lập trường ủng hộ Điền Kremlin nói chung, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chặn các khoản tiền của EU cung cấp vũ khí cho Ukraine và đã rút khỏi chương trình viện trợ vũ khí sát thương của NATO cho Kiev. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Orbán gọi kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky là không chỉ đáng sợ. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã cảnh báo vào đầu tháng này rằng vì Ukraine gia nhập NATO sẽ là bước khởi đầu cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và hứa rằng ông sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Có những quốc gia khác không muốn hành động nhanh chóng theo yêu cầu của Kiev. Các quốc gia như Bỉ, Slovenia hoặc Tây Ban Nha đang ẩn sâu Mỹ và Đức, họ miễn cưỡng, một quan chức NATO cho biết. Một quan chức thứ hai lưu ý rằng các quốc gia này ủng hộ trên lý thuyết nhưng một khi gần thành hiện thực hơn, họ sẽ bắt đầu phản đối điều đó một cách công khai hơn. Tuy nhiên, các quan chức phát biểu với Politico nhấn mạnh rằng cả Mỹ và Đức đều không loại trừ khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO trong tương lai. NATO đáp trả gây gắt yêu cầu của Tổng thống Zelensky NATO chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, bà Julian Smith cho biết trong một bài bình luận trên Politico. Bà nói, cho đến nay, liên minh vẫn chưa đạt đến mức sẵn sàng đề nghị Ukraine trở thành thành viên hoặc lời mời. Đồng thời, bà Smith lưu ý rằng Washington lo ngại về động thái của EU ưu tiên mua vũ khí châu Âu, cho rằng chiến lược này sẽ trở thành trở ngại trong việc cung cấp hỗ trợ cho Kiev. Việc ngay lập tức mời Ukraine gia nhập liên minh là điểm đầu tiên trong cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Vladimir Putin gọi việc Ukraine có thể gia nhập NATO là mối đe dọa đối với an ninh Nga và nhấn mạnh rằng những rủi ro này là một trong những lý do khiến nước này phải bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, vụ trưởng vụ thứ hai của các nước SIS thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexei Bulitschuk nói với hãng tin RIA rằng Việc Kiev gia nhập NATO trong điều kiện hiện tại sẽ chấm dứt khả năng giải quyết chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Bolichuk lưu ý, chúng tôi liên tục cảnh báo về nguy cơ Ukraine gia nhập NATO. Ông nói thêm rằng giờ đây, một bước đi như vậy sẽ chấm dứt các khả năng giải quyết chính trị và ngoại giao, khiến liên minh này không thể tránh khỏi sự tham gia trực tiếp vào các hoạt động thù địch chống lại Nga và dẫn đến sự leo thang không kiểm soát được. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto vào đầu tuần trước cũng nói rằng việc Ukraine gia nhập NATO trong hoàn cảnh hiện tại sẽ đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Bầu cử Mỹ năm 2024, ông Trump đảo ngược thế trận, dẫn trước bà Harris. Khảo sát mới của tờ The Wall Street Journal công bố hôm 23 tháng 10 theo giờ địa phương, ông Donald Trump đã vươn lên dẫn trước bà Harris trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Những tuần cuối của cuộc bầu cử Mỹ 2024, các thành tích cũ của ông Trump đang dần lấy lại thiện cảm từ cử tri. Kết quả khảo sát cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, 47% so với 45%. Tuy nhiên, khoảng cách này vẫn nằm trong sai số, cuộc cạnh tranh chưa ngã ngủ và bất kỳ ai cũng có thể bứt phá. Diễn biến này đảo ngược cuộc thăm dò trước đó của The Wall Street Journal thực hiện vào cuối tháng 8, ngay sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ. Thời điểm đó, bà Harris nhận được 47% sự ủng hộ, còn tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump là 45%. Hình ảnh của bà Harris ở thời điểm hiện tại đang bị lù mờ đáng kể. Những đánh giá tích cực từng dành cho bà sau khi thay thế ông Joe Biden làm ứng viên đảng Dân Chủ nay đã suy giảm. So với hồi tháng 8, tỷ lệ cử tri có ấn tượng tiêu cực về bà tăng mạnh, đạt 53%, trong khi chỉ 45% đánh giá tích cực. Đáng chú ý, trong 3 cuộc thăm dò liên tiếp từ tháng 7, hơn 54% cử tri chỉ trích cách bà Harris thực hiện vai trò phó tổng thống so với 42% tỏ ra ủng hộ. Ngược lại, quan điểm về ông Trump trở nên tích cực hơn với 48% người được hỏi cho biết có hảo cảm với ông so với 50% có quan điểm ngược lại. Vào cuối tháng 8, 53% người được hỏi nói rằng họ không thích ông Trump, 45% cho biết có quan điểm tích cực về ông. Các cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình nghị sự của ông Trump, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Các chính sách của ông được ủng hộ nhiều hơn 10 điểm phần trăm so với nhóm phản đối. Trong khi đó, các đề xuất kinh tế của bà Harris nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cuộc khảo sát diễn ra giữa lúc các chiến dịch đổ hàng trăm triệu đô la Mỹ vào quảng cáo với mục tiêu tăng thiện cảm cho ứng viên trong mắt công chúng. Theo dữ liệu từ Ad Impact, ông Trump và các đồng minh đã chi 378 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo đa phương tiện kể từ sau đại hội Đảng Cộng hòa vào cuối tháng 8 chủ yếu xoáy vào lập luận rằng bà Harris đang lãnh đạo đất nước theo cách quá tự do. Trở lại, phe bà Harris đã chi mạnh tay hơn với 625 triệu đô la Mỹ đầu tư cho quảng cáo, nhấn mạnh các thông điệp mang lại lợi ích cho cử tri. Tuy nhiên, những nỗ lực đó dường như chưa phát huy hiệu quả như mong đợi. Giờ đây, cử tri đã biết bà ấy là ai. Nhà thăm dò của đảng Cộng hòa David Lee nhận xét. Nhưng kết quả không mấy khả quan so với ông Trump, bà Harris đang gặp nhiều bất lợi hơn. Quốc hội Nga phê chuẩn hiệp ước an ninh quan trọng với Triều Tiên. Duma, quốc gia Nga Hạ viện đã phê chuẩn một hiệp ước song phương với Triều Tiên mà Tổng thống Vladimir Putin đã ký trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6 và đệ trình lên Hạ viện vào đầu tháng này. Thỏa thuận được phê duyệt vào ngày 24 tháng 10, nêu rõ sự hợp tác toàn diện mà hai nước dự định duy trì, bao gồm cả vấn đề an ninh quốc gia. Các điều khoản của thỏa thuận nêu rõ rằng không bên nào sẽ ký kế kết các hiệp ước với bên thứ ba xâm phạm chủ quyền của bên kia trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công bên kia cam kết sẽ hỗ trợ bao gồm cả các biện pháp quân sự theo quy định của hiến trương liên hợp quốc thứ trưởng ngoại giao nga andrei rudenko người đã cung cấp cho các nghị sĩ ý kiến chuyên môn về tài liệu này trong phiên họp cho biết hiệp ước sẽ đưa ra mối quan hệ với triều tiên lên một tầm cao mới và góp phần vào việc tạo ra một hệ thống quốc tế đa cực công bằng hiệp ước này là công khai sẽ được công bố không có điểm bí mật nào trong đó mọi thứ đều được viết rõ ràng ông nói Nhà ngoại giao này nói thêm rằng, Moscow đang tìm cách kiềm chế các mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực đến từ phương Tây do Mỹ đứng đầu, vốn đang theo đuổi mục tiêu duy trì bá quyền và tạo ra các liên minh quân sự, chính trị khép kín ở châu Âu, Thái Bình Dương. Ông Rodenko cảnh báo rằng các hoạt động của Washington có thể dẫn đến việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược trong khu vực. Tháng này, đã có nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên đã gửi hàng nghìn quân đến Nga để có thể triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine những cáo buộc đầu tiên đến từ Tổng thống Ukraine Zelensky. Cơ quan tình báo NIS của Seoul tuần trước cáo buộc rằng Bình Nhưỡng có thể cung cấp tới 4 lữ đoàn với tổng cộng 12.000 quân. Ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố rằng khoảng 3.000 quân Triều Tiên đã đến đất Nga, cảnh báo rằng họ sẽ là mục tiêu công bằng nếu được đưa ra tiền tuyến. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần này cho biết các tuyên bố từ Kiev và những người ủng hộ là trái ngược nhau. Đại diện cho Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã nói rằng phái đoàn của ông không cảm thấy cần phải bình luận về những tin đồn vô căn cứ và dập khuân nhằm bôi nhọ quốc gia của ông. Chiến sự Ukraine 24 tháng 10, Nga xé nát hàng thủ, Kiev tháo chạy khỏi Selidoven. Ukraine tháo chạy khỏi Selidoven, kênh Military Summary đưa tin, tình hình mặt trận bốc rốc đang lên đến đỉnh điểm. Theo các dữ liệu định vị địa lý mới nhất từ Ismoliska, có vẻ như Guinness cũng đang bị quân đội Nga RFAF tấn công từ phía Tây. Họ được cho là đã kiểm soát một phần lớn thị trấn xa hơn về phía bắc selidov lực lượng moscow đã thọc sâu vào trung tâm thị trấn cũng như ập vào từ ba phía đông nam bắc lá cờ chiến thắng của nga tung bay ở trung tâm selidovo trong dãy nhà cao tầng Rõ ràng trước nguy cơ bị bao vây, quân đội Ukraine AFU đang chạy trốn khỏi thành phố. Cùng lúc đó, lực lượng Kiev ở làng Mykolayka cũng được cho là đã thất thủ. Tại Chasotya, FAF được cho là đã đột phá thêm một lần nữa ở trung tâm thành phố và thâm nhập sâu vào nội đô Chasotya vài trăm mét. Tình hình ở Sivert cũng rất sôi động trở lại và lực lượng Moskova thông báo rằng Serbia Brinkanka đã thất thủ. Theo hướng Kiệp Danh, RFAF đang tiến dọc theo các cánh đồng về phía Tây và họ đã giành được thêm nhiều lãnh thổ ở Kuryakitka. Tóm lại, quân đội Nga tiếp tục đạt nhiều thành công mới dọc theo toàn bộ tiến tiếp xúc chiến đấu. Nga đánh sập tuyến phòng thủ kiên cố ở Chasotya. Kenredoka cho biết những thành công của lực lượng Moscow trong cuộc tấn công phía nam Chasotya khiến kế hoạch phòng thủ tổng thể của Ukraine phá sản. Trước nguy cơ bị RFAF tiến vào sườn nhà máy vật liệu chịu lửa, AFU buộc phải thay đổi sơ đồ phòng thủ. Điều đó được thể hiện bằng việc lực lượng Kiev từ bỏ hai tiểu quận Novi và Okibaski gần kênh Sovaki Donetsk Donbass và sử dụng các đơn vị đã được triển khai trước đó để tăng cường phòng thủ theo tuyến mới. Sự thiếu hụt nhân sự tại đơn vị đồng trú của Kiev ở Chasovya đã buộc họ phải lựa chọn giữa một quyết định tồi tệ và một quyết định rất tồi tệ. Cuối cùng, AFU đã quyết định rút lui để bảo toàn tính mạng thay vì tử thủ đến người lính cuối cùng. Kênh Reset SVO xác nhận tuyến phòng thủ của Ukraine tại Chasovia đã sụp đổ. Lực lượng Moscow chiếm được toàn bộ tuyến chuyến hào dọc theo kênh đào ở cả hai bên. Họ cũng đã chiếm được hai địa bàn quận tháng 10 và quận mới. Kursk giao tranh dữ dội, Kiev cố gắng mở nút cổ chai. Theo kênh Riba, trên mặt trận Kurs, giao tranh vẫn tiếp diễn trên toàn bộ tuyến đầu. Tại một số khu vực, AFU đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga nhưng không thành công. Ở quận Kloskovo, các đơn vị Kiev vẫn duy trì sự hiện diện ở khu vực đường ray xe lửa phía nam làng Novibud. Chưa có cảnh quay nào xác nhận việc RFAF dọn sạch lãnh thổ từ khu định cư. Ở quận Korenovo, kẻ thù đang cố gắng mở rộng nút củ chai của vạt dầu theo tuyến Zeleny Siyak, Klin. Trong ngày qua, RFAF đã đẩy lùi ít nhất hai cuộc tấn công của đối phương ở khu vực này. Về phía Bắc, một nhóm thiết giáp Nga đã tiến vào khe núi Kalinoklok và các khu vực Donhit và Rosoknoye. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực rảnh vekina Bloska, đường Krebenet và đường Kasatskiles. Tại quận Xuất Gia, Kiev cũng đã cố gắng tấn công vào vùng lân cận Blackovo, nhưng các báo cáo mới đây về việc RFAF giành lại quyền kiểm soát nơi này vẫn chưa được xác nhận. Tại làng Zolashenko, UAV tấn công Inokodet Orion của Nga đã phá hủy một xe tăng đối phương. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở Sumy, Beloboye bằng bơm lượng, tên lửa và UAV cảm tử Gerang.